đây là gì? Bông mướp. Đây, hé được. Ủa cái gì hết? Bông ăn sực bao ngọt luôn. À, với mướp. Ờ, với mướp bự à. Chà dạ bá. Dạ hả? Cái này mướp mình không có cho leo ha, mình cho nó ấy, nó bò bò ha. Tại mình trồng ăn á, mình không có cho leo vàng chứ. Tính ra leo thì tốt hơn hả? Leo thì thường có nói là cái này là dạng dây leo, nhưng mà mình không có chăm sóc cái dạng, không có chăm sóc làm vàng được. Ở này mình trồng để ăn ở nhà. Bán đi. Này không á. Này thì mình lạc những cái nụ ha. Ừ, nụ ăn mới ngọt. Những cái nụ. Chứ cái bông thì mình không ấy không? Bông mới nở ra rồi, hồi anh lấy. Nó cũng đâu có. Ừ. Em lạc nụ với lại đọt không ạ? Rồi. Đọt ăn nó mới ngọt. Nụ với đọt nó nghe nó ngon hơn các bạn.